Quý anh chị thân mến, trước đây khi mà nhắc đến nệm cao su thiên nhiên thì chúng ta sẽ nghĩ đến những chiếc nệm với mức giá choáng ngợp. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây với sự phát triển của thị trường nè, có rất là nhiều những thương hiệu nệm ra đời, và trong đó thì có thương hiệu nệm Bitech mang đến cho chúng ta những sản phẩm chất lượng không hề thua kém, mà bên cạnh đó giá thành lại mềm hơn rất là nhiều. Vậy thì tại sao nệm cao su thiên nhiên Bitech lại được tin tưởng và lựa chọn nhiều như vậy? Ưu và nhược điểm của các dòng nệm này là gì? Ngày hôm nay hãy cùng với Khoa Nệm Tổng hợp.com chúng tôi chia sẻ với quý anh chị một cách chi tiết nhé. Đầu tiên là chiếc nệm best seller của thương hiệu nệm Bitech, đó là nệm cao su thiên nhiên Bitech. Dòng nệm này thì đã xuất hiện trên thị trường khá là lâu rồi và được rất là nhiều người tin tưởng lựa chọn. Đây là một chiếc nệm được đánh giá là một chiếc nệm êm ái, mềm mại, không bị biến dạng trong quá trình mà chúng ta sử dụng, và bên cạnh đó thì độ đàn hồi cũng như là khả năng nâng đỡ cơ thể không thể nào chê vào đâu được. Nệm cao su thiên nhiên thì có cấu tạo là 100% là từ cao su thiên nhiên, có khả năng kháng khuẩn này, rất là an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Trên bề mặt của nệm thì sẽ có hàng ngàn lỗ thoáng khí tạo cảm giác thoáng mát, tản nhiệt, và chúng ta sẽ không hề bị hầm bí trong quá trình sử dụng. Ở bên dưới nệm thì sẽ là những lỗ vuông như thế này nè quý anh chị. Nó tạo nên độ vững chắc cho tấm nệm và mình sẽ rất thoải mái trong quá trình mà mình nằm trên tấm nệm nè. Với những ai mà nặng ký thì nằm nệm cao su thiên nhiên mình cũng không hề bị lo lắng là khả năng nâng đỡ của nó không tốt hay là có điều gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe cả. Cứ an tâm mà sử dụng dòng nệm này quý anh chị nhé. Đã xuất hiện rất lâu trên thị trường và được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn. Với chiếc nệm này thì hiện tại đang có giá đâu đó tầm khoảng 8 triệu đồng, nhưng mà chúng ta sẽ được tặng kèm hai gối cao su thiên nhiên và một bộ wrap Tencel Microfiber. Ngoài ra thì với dòng nệm cao su thiên nhiên Bitech thì hiện tại đang có một dòng nệm nâng cấp hơn, đó là dòng nệm cao su thiên nhiên Bitech Cool Massage. Đây là một dòng nệm trong thời gian gần đây thì cũng làm mưa làm gió và được rất là nhiều người tin tưởng lựa chọn. Về mức giá thì dòng nệm này có hơi nhỉnh hơn một chút xíu, đâu đó tầm khoảng 11 triệu đồng, nhưng mà cũng sẽ được tặng kèm một bộ wrap Tencel Microfiber và hai chiếc gối cao su thiên nhiên. Chiếc nệm này thì sẽ có một vài đặc điểm nổi bật hơn, ví dụ như là lớp vỏ của nệm với công nghệ và sự kết hợp giữa sợi vải Tencel và sợi làm mát, cho nên là trong quá trình sử dụng á, chúng ta sẽ có cảm giác rất là mát mẻ và dễ chịu. Và đặc biệt là trên bề mặt nệm sẽ có những hạt massage, nên là khi mà chúng ta nằm á, chúng ta sẽ có cảm giác như là mình đang được ấn huyệt vậy đó, cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu. Dòng nệm này thì nói chung là sẽ rất là an toàn nè, kháng khuẩn nè, chống nấm mốc nè, và thời gian sử dụng cũng như là thời gian bảo hành đâu đó tầm khoảng 12 năm, cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm để sử dụng dòng nệm này. Còn nếu như mà các anh chị muốn có một tấm nệm dễ dàng di chuyển hơn hoặc là mức giá rẻ hơn phù hợp với các bạn học sinh sinh viên hơn thì mình có thể cân nhắc lựa chọn nệm cao su non Bitech. Đây cũng là một chiếc nệm bán rất chạy tại Khoa Nệm Tổng hợp.com. Về cấu tạo hay là về tính năng thì nó cũng tương đương và gần giống như với nệm cao su thiên nhiên, nhưng mà giá thành thì lại rẻ hơn rất là nhiều, đâu đó tầm khoảng 2.800.000 đồng thôi. Về cấu tạo thì bề mặt nó cũng là hàng ngang lỗ thoáng khí, mang lại cho chúng ta cảm giác thoáng mát, thoải mái và dễ chịu cho quá trình nằm. Lớp foam ở bên trên bề mặt cũng đủ độ êm ái và mềm mại, mang lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu, độ nâng đỡ cơ thể cũng rất tốt. Tuy nhiên thì với nệm cao su non thì độ bền nó sẽ không bằng nệm cao su thiên nhiên, và cái khả năng nâng đỡ đối với những người có trọng lượng lớn á, thì nó cũng sẽ không bằng so với nệm cao su thiên nhiên. Cho nên là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như là tình hình tài chính mà chúng ta có thể cân nhắc và lựa chọn những sản phẩm nệm phù hợp. Ngoài ra thì các anh chị thân mến, nếu mà mình muốn biết thêm những thông tin chi tiết thì mình có thể gọi về Khoa Nệm Tổng hợp, có thể truy cập vào website, ở trên đó thì chúng tôi có chi tiết thông tin của từng sản phẩm, hoặc là các anh chị có thể đến một trong 60 chi nhánh trên toàn quốc của Khoa Nệm Tổng hợp.com để có thể tự mình trải nghiệm, cảm nhận và lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đoạn video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.